xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Con nguyên tiên kính chào quý khán thính giả của đài IBC TV trên băng tần 18.12 và 14.7. Và thưa, trong chương trình sống đời sống Phật ngày hôm nay, chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự và trụ trì chùa Diệu Pháp sẽ giảng về bộ kinh Hoa Nghiêm. Tiếp theo chương trình, kính mong quý khán thính giả lắng lòng theo dõi. A Di Đà Phật, con kính chào Hòa thượng ạ. A Di Đà Phật, xin kính chào cô Nguyên Tiên, xin kính chào chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ, sư kính bạch Hòa thượng, Hoa Nghiêm tông có đề cập đến tự pháp giới, như vậy thì bốn pháp giới đó gồm những pháp nào ạ? A Di Đà Phật, cảm ơn Hòa thượng. A Di Đà Phật, cảm ơn cô. Thưa quý vị, trong cái chương trình sống đời sống Phật trước đây thì cô Nguyên Tiên đã nêu lên một số câu hỏi, trong đó hỏi về cái nội dung cốt lõi của kinh Hoa Nghiêm, và chúng tôi đã chia sẻ về những cái phẩm mà được ghi lại trong kinh Hoa Nghiêm. Chúng tôi cũng đã trình bày về những cái pháp hội đã được diễn ra, mặc dù chỉ trong vòng thời gian rất là ngắn, đó là 21 ngày sau khi Đức Phật đã đạt đạo. Thì câu hỏi mà đạo hữu Nguyên Tiên ngày hôm nay đã nêu, đó là trong Hoa Nghiêm có tứ pháp giới, như vậy thì tứ pháp giới đó gồm có những gì? Thì thưa quý vị đó, thứ nhất đó, là sự pháp giới. Thứ hai đó, là lý pháp giới. Thứ ba là lý sự vô ngại pháp giới. Và thứ tư là sự sự vô ngại pháp giới. Thì chúng tôi sẽ đi sâu vào một số những cái chi tiết về bốn cái pháp giới này. Nếu mà trả lời chung chung như vậy thì cũng rất là khó để cho những vị chưa có quen với Hoa Nghiêm tông có thể theo dõi. Dạ, thưa con kính cảm ơn Hòa thượng. Dạ, thưa bạch Hòa thượng, xin Hòa thượng hoan hỷ giảng về pháp giới thứ nhất ạ, là về sự pháp giới ạ. Cảm ơn Hòa thượng. Dạ, cảm ơn cô Nguyên Tiên. Thưa quý vị, khi mà nói đến pháp giới, tức là tiếng Phạn là Đàm Đạt Thuộc. Thì đây là một cái từ mà nó rất là mênh mông, phải nói như vậy. Thì mình phải dùng nhiều cái thuật ngữ để có thể giải thích. Nhưng mà ở đây chỉ trong một cái câu trả lời ngắn gọn, thành thử ra chúng tôi cũng xin thưa trước là rất là đơn giản. Sự pháp giới ở đây là chỉ cho sắc và tâm. Sắc tức là vật thể, tâm tức là danh, tinh thần của mỗi một cái sự sai biệt của chúng sinh. Và nó có những cái sự giới hạn, có những cái sự phân cách, cho nên gọi là sự pháp giới. Khi mà nói đến muôn hữu vũ trụ thì
có nhiều điều thưa quý vị cần đề cập. Tuy nhiên đối với Ngài Pháp Tạng là một trong những cái vị tổ lớn của Hoa Nghiêm Tông thì Ngài đã dùng những cái thí dụ rất là cụ thể. Chẳng hạn như là dùng cái tượng của một con sư tử bằng vàng để mà diễn tả. Trong đó Ngài có đưa ra cái thuyết có tên là luật tướng, và để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn, Ngài còn giải thích về thập hiền môn. Trong đó thấy cái sự tương tác trong cái được gọi là một là tất cả và tất cả là một, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, nó tương tác, nó tương tài, nó tương duyên, tương sinh. Nó cho thấy là cái này nó có mặt trong cái kia nó có mặt trong cái nọ. Chẳng những trước sau mà nó còn là đồng thời có mặt. Cái điều này nó không phải là đơn giản như là cái cách mà chúng ta định nghĩa về một cái vật nào đó, mà nó có một cái mối liên hệ chằng chịt. Khi mà chúng ta dùng công để quán chiếu thì chúng ta mới thấy ra được cái sự có mặt của mọi hiện tượng, dù đó là chỉ trên một cái đầu của một cái sợi lông hay là một cái cây kim rất là nhỏ, mà Hoa Nghiêm Tông thường sử dụng để mà làm thí dụ. Dạ. Dạ, thưa con kính cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, thưa bạch Hòa Thượng, vậy thì lý pháp giới có nghĩa là gì ạ? Hòa Thượng xin Hòa Thượng giải nghĩa về pháp giới thứ hai này ạ. A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn cô Nguyên Tiên. Lý pháp giới tức là các cái pháp thuộc về sắc và tâm của mỗi một chúng sinh đó. Mặc dù nó có những cái sự khác biệt, tuy nhiên nó đồng một thể tánh, cho nên gọi là lý pháp giới. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm, chia sẻ thêm. Cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, thưa bạch Hòa Thượng, về thì cái pháp giới thứ ba trong bốn pháp giới của kinh Hoa Nghiêm là lý sự vô ngại pháp giới. Con xin cung thỉnh Hòa Thượng giảng về lý sự vô ngại pháp giới ạ. A Di Đà Phật. Cảm ơn cô. Thì cái pháp giới thứ ba trong bốn pháp giới này của Hoa Nghiêm Tông cho thấy rằng là lý do sự mà hiện hữu hay là hiển bày, sự do lý mà hiện hữu hay là hình thành, nó chung hộp lẫn nhau. Tuy nhiên nó không có làm chướng ngại cho nhau, cho nên được gọi là lý sự vô ngại pháp giới. Thì chúng tôi cũng sẽ giải thích sau này. Thưa con cảm ơn Hòa Thượng. Kính bạch Hòa Thượng, pháp giới cuối cùng trong bốn pháp giới của Hoa Nghiêm là sự vô ngại pháp giới. Về pháp giới thứ tư này mang ý nghĩa như thế nào ạ? Cảm ơn Hòa Thượng. Cảm ơn cô. Thưa quý vị, những cái giới hạn phong cách của mọi sự mọi vật nó đều xứng với cái tánh viên dung vô ngại. Trong đó nhất tức nhất thiết tức là một tức là nhiều, nhất thiết tức nhất tức là nhiều tức là một, lớn nó vào trong nhỏ, nhỏ nó vào trong lớn, trung trung duyên khởi vô tận. Nhưng mà nó là một cái gì vô ngại. Cứ lấy một cái thí dụ, ngày xưa khi mà chúng ta ở vào cái thế hệ của chúng tôi đó,
Thì chúng tôi được dạy là trái đất là một hành tinh, trong chính cái hành tinh đang vận hành chung quanh một cái định tinh, đó là mặt trời. Tuy nhiên ngày hôm nay với những cái khám phá mới của những khoa học gia thì trái đất đang vận hành với một vận tốc 30 km trên một giây, vận hành chung quanh mặt trời. Và mặt trời thì nó cũng đang di chuyển chung quanh trong một cái không gian với một cái vận tốc 30 km trên một giây, trên một cái quỹ đạo mà ở đây các nhà khoa học gọi là chung quanh trung tâm của dải ngân hà. Và bản thân nó cũng đang vận hành để mà hướng đến cái dải thiên hà có tên là Andromeda với một vận tốc 90 km trên một giây. Và ngày hôm nay nếu mà qua những cái tài liệu về vấn đề khoa học thì chúng ta thấy rằng là nhà vật lý học có tên là David Bohr đã gọi cái sự vận hành của vũ trụ là trật tự thu nhiếp. Trật tự thu nhiếp để mà phân biệt với một cái loại trật tự khác, đó là trật tự phong khai. Và với những cái nhận định của những cái nhà khoa học lớn mà chúng ta ngày hôm nay biết đến thì chúng ta rất là hoan hỷ, vì chúng ta thấy rằng là những lời dạy của Đức Phật hơn 2.600 năm nó đã đi trước những cái khám phá mới của những cái nhà khoa học lớn hiện nay. Khi nãy chúng tôi chỉ chia sẻ một cách tóm lược để quý vị dễ nhớ về những cái câu hỏi mà cô Nguyên Thiên đã nêu ra. Thì bây giờ chúng tôi xin giải thích thêm về bốn cái pháp giới. Thứ nhất là sự pháp giới, đó là một cái thế giới của sự vật mà chúng ta vẫn thấy qua những cái giác quan, đặc biệt là bằng cặp mắt. Nhưng mà nếu bằng những cái giác quan thì đương nhiên đó là bao gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Sự ở đây tức là sự vật, nó nói những cái tướng trạng vân vân và vân, và nó là một cái chân lý quy ước mang tính cách tương đối. Lý do là vì đây là cái thế giới của hiện tượng, và đối với lý pháp giới trong tứ pháp giới thì đây là thế giới của tánh chứ không phải là của tướng. Chúng ta thường nghe cái tánh của các pháp là không, không tánh, hay là pháp tánh, được giả là Phật tánh, và vân vân và vân vân. Đây là thế giới của bản thể chứ không phải là thế giới của hiện tượng. Thế giới của bản thể của một cái lý tánh tuyệt đối. Mà khi đã nói là lý tánh tuyệt đối thì ngôn ngữ không có khả năng để giải thích. Ngôn ngữ đạo đoàn tâm hành xíu diệt, đây là một cái điều tương đối khó hiểu. Nhưng nếu mà chúng ta thường xuyên nghe thì chắc chắn là chúng ta sẽ thâm nhập một cách dễ dàng. Lý sự vô ngại pháp giới đó là cái thế giới của sự đồng nhất, của sự tương tức tương nhập, nó dung thông vô ngại giữa lý và sự, giữa tánh và tướng, giữa không và sắc, giữa hiện tượng và bản thể. Và sự sự vô ngại pháp giới là thế giới của cái sự tương tức tương nhập, nó là tương nhiếp tương dung giữa cái sự vật này và sự vật khác, giữa cái hiện tượng và hiện tượng. Và nó hoàn toàn không bị trở ngại nhau.
Nếu mà chúng ta nghiên cứu về thuyết nguyên tử, nhất là do nhà khoa học John Deltour vào năm 1808, ông đã đưa ra cái thuyết nguyên tử rằng là một yếu tố phân tử trên thực tế nó gồm có những phân tử vô hình và nó hoàn toàn bất khả phân. Và nhà khoa học này đã cho rằng là các nguyên tử là những vật có đặc tính của một cái bánh pizza. Và trong cái hậu bán của thế kỷ này, thì thế kỷ 20, thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy rằng là điện tính của nguyên tử một phần được các khoa học gia như là Michael Faraday hay là James Maxwell hay là Lord Kelvin đã khám phá, nhất là theo cái học thuyết mà ông Neil đã đề xuất vào năm 1913. Thì ở đó một nguyên tử gồm có hai phần: một hạt nhân nhỏ nó bao quanh bởi một cái khoảng trống rộng lớn, và trong đó những cái điện từ nó có những cái phần chuyển động giống như là một cái hành tinh đang di chuyển chung quanh mặt trời, như là trái đất của chúng ta là một cái thí dụ cụ thể. Và chung quanh các cái điện từ nó có nhiều lực từ, và ảnh hưởng của những cái dòng từ đó trên mặt lý thuyết thì ông cho rằng nó là một cái gì rất là rộng lớn. Và nhà khoa học Faraday đã biểu tượng hóa một cái nguyên tử như là một cái con sao biển. Cái thân hình của nó nhỏ bé, nhưng mà những cái được gọi là chân tay của nó tương đối dài, và nó có thể đụng tới những cái vật mà nó có khả năng chạm đến. Và cái điều này cho thấy rằng là các phần tử được cấu thành nên cái thế giới vật chất nó đều tương tác lẫn nhau, và nó là một cái gì bất khả phân. Qua đó chúng ta thấy là cái khái niệm nguyên tử nó mang một cái ý nghĩa hết sức là quan trọng. Và trên căn bản của những cái khái niệm khoa học mà chúng tôi vừa dẫn chứng, cho thấy rằng là vạn vật không thể hiện hữu một cách độc lập. Và cái điều này Đức Phật cũng đã dạy: độc nhân không bao giờ sinh ra quả, mà nó phải tương tác, nó phải nhờ rất nhiều cái điều kiện và yếu tố, tức là nhân duyên, trung trung duyên khó. Cho nên sự hiện hữu của một cá thể chỉ là một cái cách mà chúng ta nghĩ thôi. Nhưng vũ trụ đơn thuần nó không phải chỉ là một cái tiến trình theo một đường thẳng mà có một số người đã quan niệm mà đây là một cái sự hỗ tương, đây là một cái sự vận hành mà không phải là đơn độc, mà nó bao gồm rất nhiều cái yếu tố. Cứ lấy một cái thí dụ, cơ thể của chúng ta nó có nhiều cái tế bào tim, tế bào óc, tế bào não, mỗi một cái tế bào nó đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. Chúng ta nghĩ cái tế bào của tim nó quan trọng hơn là tế bào não, hoặc giả là ngược lại, nhưng mà cái điều đó
hồng hạnh. Có thể chúng ta cho cái suy nghĩ của mình là đúng, nhưng mà chỉ đúng của mình thôi, nhưng mà với cái thực tế thì bất cứ một cái tế bào nào trong cơ thể của chúng ta cũng đều quan trọng. Nếu mà thiếu nó thì chúng ta có vấn đề lớn đối với cái điều kiện sức khỏe. Dạ, thưa con kính cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, dạ thưa Bạch Hòa Thượng, theo Hoa Nghiêm Tông thì Ngài Pháp Tàng có nói đến là lục tướng. Vậy thưa Hòa Thượng, lục tướng ấy gồm những gì ạ? Xin Hòa Thượng giảng kỹ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Khi mà nói đến lục tướng đó, thì chúng ta thấy là gồm có 6 cái mối tương tác giữa cái toàn thể và cái gọi là đơn lẻ. Và cái điều này nó nội hàm trên 3 cái yếu tố rất là quan trọng. Mình tạm gọi là yếu tố, nhưng thực ra thì nếu mà dùng những cái thuật ngữ Phật giáo thì nó hoàn toàn là khác. Nhưng mà chúng tôi tạm dùng những bài để mình có thể dễ hiểu. Thứ nhất là thể, thứ hai là tướng, thứ ba là dụng. Thì 6 cái tướng này gồm có, thứ nhất là tổng tướng, thứ hai là biệt tướng, thứ ba là đồng tướng, thứ tư là dị tướng, thứ năm là thành tướng, và thứ sáu là hội tướng. Tổng tướng tức là toàn bộ những cái chi tiết nó tạo thành một cái hình tướng. Ví dụ như toàn thân của một con sư tử bằng vàng. Biệt tướng đó là nói về những cái bộ phận nhỏ như là những cái giác quan, như là mắt, như là tai. Và mỗi cái biệt tướng như vậy nó cũng có cái đồng tướng, có sự có mặt của đồng tướng, bởi vì nó cũng tạo thành vàng. Vàng là một cái thể thống nhất. Dù những cái bộ phận riêng lẻ mỗi cái nó có những cái chức năng khác nhau, nhưng mà trên cái mặt tổng tướng thì chúng ta thấy là giữa cái đơn lẻ và cái toàn thể nó không phải là một cái gì tách biệt. Đồng tướng dù các bộ phận nó khác nhau nhưng mà nó hợp lại để nó tạo thành một cái tổng tướng. Rồi dị tướng là những cái bộ phận khác nhau của những cái cơ quan, mà cái đó thuật ngữ gọi là tướng. Rồi cái thành tướng là gì? Nó là tập hợp các cái yếu tố, các cái điều kiện để mà nó tạo thành một cái tổng thể, như là cái hình tướng của con sư tử. Và hội tướng là những cái bộ phận riêng biệt. Khi mà nó trở về với cái thế giới của cá thể đó, thì nó được gọi là hội tướng. Là cái đó trong thuật ngữ của Đạo Phật gọi là dụng thể tướng và dụng. Nói đến lục tướng thì trong đó mình biết có đủ thể tướng và dụng. Rất tiếc là thì giờ không cho phép chúng tôi có thể giải thích một cách chi tiết hơn. Chúng tôi hy vọng là trong một cái chương trình khác thì chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ. Dạ, con kính cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, thưa quý khán thính giả, rất tiếc thời lượng chương trình đến đây đã hết. Chúng con cảm ơn quý khán thính giả đã lắng lòng theo dõi chương trình trong những giây phút vừa qua. Nếu quý khán thính giả có những ý kiến đóng góp hay những câu hỏi trong chương trình Phật Pháp để gửi về đài, xin quý khán thính giả liên lạc về chùa Điều Ngự và chùa Diệu Pháp. Nếu quý khán thính giả muốn xem lại những chương trình Sống Đời Sống Phật, có thể vào YouTube channel với từ khóa là IBC TV hoặc là Hòa Thượng Thích Viên Lý. Quý khán thính giả sẽ nhận được những chương trình mới cập nhật của đài. Cảm ơn quý vị, rất mong quý khán thính giả được dồi dào sức khỏe, được mọi điều an lạc. Con kính chúc Hòa Thượng được pháp thể khinh an. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn cô, kính chúc cô phước huệ trang nghiêm, và xin cảm ơn quý khán thính giả.
xây tương thân tình trong đạo Phật tùy khác màu như